Đấy, các bạn có thể thấy chưa? Nó đang sáng lên đúng không? Giờ mình sẽ tắt đèn. Xin chào tất cả các anh em. Cũng đã từ rất lâu mà đến ngày hôm nay mình mới hoàn thiện xong bộ của Phoenix Da Ban mà mình mua chắc là cách đây mấy tháng rồi. Đến hôm nay thì mới hoàn thiện gần như là xong trọn bộ. Thì đây là thành quả sau khi mình làm xong. Đấy, các bạn nhìn thấy bộ vũ khí đi kèm. Đó. Ở đây là sách hướng dẫn, hộp thì mình đang để đằng kia. Đó. Các bạn nhìn thấy đấy, đây là màu của bộ. Riêng cái sừng này mình cảm thấy nó không khép chặt được. Nói chung là chắc hàng fake thì có thể là do khớp thôi. Ok, đấy, toàn bộ. Đây là chất màu sau khi lên xong. Toàn bộ. Anh em có thể nhìn thấy. Đây, mình xoay cho anh em nhìn. Màu nó không được bóng như của Bandai đâu, hàng chính hãng thì nó khác mà. Mình hàng fake thì thôi cứ chấp nhận, nhưng mà đối với mình là màu như này được. Về chất nhựa thì cũng không phải là chuẩn lắm, bởi vì sẽ có một số điểm mà chất nhựa nó sần cận các cái gọi là sủi ở trên chỗ nhựa ấy. Đấy, ok. Thì riêng mà lưu ý khi ráp con Phoenix Da Ban này thì mình nên các bạn nên chú ý, ngoài kìm này, dao này, rũa này, giấy nhám thì sẽ cần thêm, đó là chiếc bút này. Bút sẽ là đánh màu cho nó, bởi vì các sẽ là có các cái điểm mà mình gọi là khi cắt ra thì sẽ bị ghẻ trắng, thì cái đầu bút ấy nó có sẽ có một cái màu gold để các bạn đánh chà vào. Đấy. Ở cái đặc điểm ở đây, cái phần DJ led đấy, các bạn có thể nhìn led, thì riêng cái phần led ở trong giáp vai này các bạn phải chú ý. Ở trong sách nó hướng dẫn, sách hướng dẫn thực tế là cực kỳ chán luôn. Nếu các bạn có thể theo dõi cái cách đi dây ở đây, đây là cách đi dây led từ nối từ hai tay vào đến vai. Các bạn đọc thề các bạn là sẽ không hiểu, không hiểu đoạn này sẽ làm và nối dây đi như thế nào để gọn. Đấy, gọn như này. Thì theo mình ấy, bạn có thể lên YouTube xem các hướng dẫn DJ đấy, hoặc là sẽ video mình có đính kèm ở đây, có một đoạn để hướng dẫn DJ cho các bạn. Ok. Xem qua đánh giá màu thì xem có chuẩn không. Theo mình là màu hiện tại là rất ok. Nhiều bạn chụp lên mình thấy màu rất nhạt, nhưng không hiểu là đối với mình thì mình nhìn thấy rất là đẹp, bóng. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Màu ok, sáng bóng. Bây giờ mình sẽ chat chuyển chế độ cho các anh em xem nhé. Xem về quy trình nhé. Mình sẽ làm video gần như là sẽ là hơi tua ở đoạn này. Thì anh em có chú ý. Ok.
Đầu tiên là
Mình đã hoàn thiện sau khi mà chuyển chế độ xong, tất cả các bạn nhìn thấy đấy, đây hoàn thiện này, đó rất đẹp, với màu xanh và vàng tạo lên hiệu ứng rất là bóng. Cho nên là khi lát nữa mình sẽ lắp led vào và bật led lên thì sẽ màu rất đẹp luôn, thì các bạn cũng sẽ thử nhé. Đây đầu xong đấy, hai sừng xoay rất đẹp thì để đấy. Bây giờ mình sẽ chuyển ra cho các bạn xem nhé. Đấy, đây chế độ này, chân này xoay rồi này, ngực đã nở hết rồi này. Đấy, ok, chúng ta sẽ đi ra để mình sẽ bật led lên cho các bạn xem. Ok đi. Đấy, các bạn có thể thấy chưa, nó đang sáng lên đúng không? Giờ mình sẽ tắt đèn. Nó sẽ sáng như vậy đấy. Led này không phải led chuẩn đâu, nó cũng là hàng fake cả thôi, nhưng mà màu rất là ổn. Đấy. Ok. Chà, để mà trưng thì mình nghĩ ở đây như vậy là quá ổn, một con hàng fake của Daban, không được như hàng của Bandai đâu. Đấy, màu lên. Ok. Đó. Vậy là chúng ta đã hoàn thiện hết tất cả review và một em đa ban hàng fake so với cả Bandai. Nhưng mà đối với mình thì chất lượng màu cũng rất ok, led lên cũng rất ok nhé, đẹp, nói chung là ổn để mà trưng. Còn đây như các bạn đã thấy một em Rise này, ở phía trên này MB Sazabi này, đây là em Bandai kết hợp Daban, vỏ ngoài Asia của Daban, còn ở phía trong tất cả toàn bộ khung và body là của Bandai hết. Đấy, các bạn nhìn nhé. Gần như bộ đèn ngủ luôn. Buổi tối thì đúng là đèn ngủ luôn. Ok. Mình cảm ơn các anh em đã quan tâm và theo dõi video này của mình. Có gì mình sẽ làm review thêm cho anh em những lần sau nhé. Mình xin cảm ơn, chào các bạn. Có gì thì cứ xem xét sau review này mua hay không thì tùy các bạn nha. Bye bye.